Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bắt Lưu Bình Nhưỡng đảng bất chấp hậu quả tiêu cực Ngày 20 tháng 11, AFA Tiếng Việt có bài bình luận vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt và sự khôn ngoan của chế độ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Nguyên trưởng khoa Chính sách công Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Tác giả cho hay việc bắt khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng đã làm rúng động dư luận xã hội, dẫn đến đủ các kiểu đồn đoán bình luận khác nhau. Tác giả phân tích những lời bàn tán có nguồn gốc từ văn hóa truyền thống và sự trì hoãn ban hành cơ chế công khai, minh bạch, giải trình trách nhiệm. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Một vài suy đoán dựa vào các sự kiện chính trị đang diễn ra, chẳng hạn ông Nhưỡng bị bắt trong những ngày nghỉ giữa hai đợt hợp của kỳ hợp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Hơn thế, đang diễn ra tranh luận căng thẳng giữa quốc hội và chính phủ trong đó bất cập thể chế là vấn đề nóng thu hút nhiều ý kiến phát biểu nhất của các đại biểu quốc hội được coi là nguyên nhân chủ yếu của tình hình kinh tế xã hội khó khăn tăng trưởng suy giảm sự căng thẳng này có thể là mối lo vượt tầm kiểm soát toàn diện của đảng sự lan rộng về biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa của quốc hội thậm chí có thể dẫn đến xu hướng đòi hỏi phân chia theo hướng tam quyền phân lập lấn át sự phân công bởi sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Theo tác giả giới quan sát phân tích chính trị đặt sự kiện này trong bối cảnh chế độ đang củng cố mô hình đảng nhà nước mạnh với công tác nhân sự là chính sách trung tâm của đảng trong bối cảnh những đại án trọng điểm như AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, Đăng Kiểm đang làm rung chuyển nền kinh tế và có nguy cơ lớn làm sụp đổ chế độ. Tác giả bình luận, sự kiện kiểu này luôn chứa đựng bí ẩn cung đình và những tình huống khó đoán định. Sự bí ẩn này phản ánh cách cai trị được coi là sự khôn ngoan của chế độ cộng sản, hình ảnh Việt Nam kiên trì theo mô hình chính trị Trung Quốc hiện đang suy thoái. Tác giả cho biết sự khôn ngoan là khái niệm từng gây tranh cãi từ sự khác biệt ý thức hệ giữa mô hình chế độ chính trị dân chủ và toàn trị. Các nhà nghiên cứu cho rằng đặc điểm bao trùm của chế độ độc đảng cộng sản toàn trị đó là một nhà nước tập trung quan liêu độc đoán có cội nguồn lịch sử lâu dài từ chế độ phong kiến, trong đó có mức độ thể chế hóa cao và một bộ máy quan liêu rất phức tạp cai trị một xã hội đông dân rộng lớn. Tác giả nhận xét, một thể chế chính trị hiện đại cần phải có sự kết hợp của ba yếu tố cơ bản: nhà nước, trách nhiệm giải trình và pháp quyền nhưng yếu tố trách nhiệm giải trình trong mô hình trung quốc hiện nay chủ yếu thuộc về đảng cộng sản thay vì thuộc về hoàng đế được coi là thiên tử dưới chế độ phong kiến tập quyền bởi vậy giới lý luận trung quốc cho rằng ngoài ba yếu tố của nền dân chủ nêu trên thì có thể bổ sung thêm một yếu tố là sự khôn ngoan ngụ ý về minh vương người đứng đầu đảng cộng sản tác giả dẫn cuốn sách làn sóng trung quốc của giáo sư trương duy vĩ biện minh rằng Trung Quốc đang thúc đẩy pháp quyền, nhưng triết lý truyền thống vẫn giữ nguyên giá trị. Chẳng hạn khái niệm thiên hay thiên đàng, đạo trời vẫn được coi là lợi ích cốt lõi và lương tâm của xã hội. Đảng luôn duy trì một không gian nhỏ cho các giải pháp chính trị mới có thể cân bằng giữa pháp quyền và thiên. Hình ảnh đại biểu quốc hội cứng đầu Lưu Bình Nhưỡng Tác giả cho rằng giờ đây sự suy thoái của mô hình Trung Quốc trong thế giới mở, phức tạp và biến động mạnh đang thử thách triết lý truyền thống hay sự khôn ngoan của người đứng đầu đảng Cộng sản. Liên quan đến vụ ông Lưu Bình Nhưỡng, tác giả nhấn mạnh, việc bắt khẩn cấp không chỉ gây bất ngờ cho ông Nhưỡng, cho cả những đối tượng có liên quan, mà chỉ những người trong cuộc, trong trò chơi quyền lực cung đình mới ngầm hiểu ẩn ý. Tác giả kết luận trong bối cảnh chế độ bất ổn, đảng đã mở một không gian lớn cho sự khôn ngoan. Việc bắt giam ông Nhưỡng có thể coi là hành động kịp thời như vậy sự khôn ngoan được giải nghĩa là luôn đặt sự ưu tiên cho mục đích duy trì chế độ thay vì những tác động hay hậu quả tiêu cực của nó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Bác Lưu Bình Nhưỡng đảng bất chấp hậu quả tiêu cực. Ông Lưu Bình Nhưỡng sập bẫy là mà quen của công an. Blog Gió Bất trên AFA Tiếng Việt ngày 17 tháng 11 có bài bình luận Phó bàn dân nguyện đồng phạm với xã hội đen, chuyện lạ mà quen. Tác giả nhận xét vụ bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng với việc gán ghép ông với đám giang hồ vặt là chuyện lạ, nhưng cũng là một độc chiêu, một quả đấm vừa trúng yết hầu vừa xỉa dưới thắt lưng. Đòn quen thuộc của công an dành cho người gây ảnh hưởng là chuyện rất quen. Tước đoạt tự do, bịt miệng, nhượm đen nhân thân, đầu độc dư luận, vô hiệu hóa mọi ảnh hưởng hình ảnh bài trên blog gió bất afa tác giả đánh giá tội danh cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nhóm giang hồ vô danh phạm minh cường nguyên cớ bắt ông lưu bình nhưỡng sống sượng vô lý làm nhiều người nghĩ hoặc cho rằng đây là vụ án chính trị không ít người thắc mắc vì sao với tài trí và quyền lực trong tay công an không chọn nguyên cớ khác xứng tầm và nghe có lý hơn với biết bao câu phát biểu gai góc đụng chạm từ ngành công an, môi trường, tòa án không tha cả quốc hội đủ sức tống ông Lưu Bình Nhưỡng vào tù, bố bảo ai dám cãi. Nhưng tác giả nhận định vấn đề là người bắt không cần lòng tin, bất cần sự hiểu biết mà cần công chúng sợ hãi phục tùng. Tác giả dẫn những vụ công an từng gian dựng như với cụ Huy Hạ Vũ người ta dùng hai cái bao cao su với cụ Lê Đình Kình, người ta không chỉ dùng súng đạn, chó bạc dê mà còn phải thêm vào chuyện nhận tiền thưa kiện đòi đất thuê. Với cụ Lê Tùng Vân, ngoài tội danh 331, người ta còn ân cần bonus thêm hai tội nhơ nhớp là loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bất cần chứng cứ. Với cung cấp tương tự, công an bắt ông Lưu Bình Nhưỡng về tội danh cưỡng đoạt tài sản hình ảnh quy định của pháp luật về trường hợp bắt khẩn cấp tác giả cho biết tất cả các tờ báo đều không đưa tình tiết rất quan trọng đó là ông lưu bình nhưỡng bị bắt vào ban đêm khi vừa bước chân xuống sân bay nội bài dù cho hình ảnh đã thể hiện điều này may mà nhờ có các hãng truyền thông quốc tế voa bbc đưa tin công an tỉnh thái bình đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nhưỡng tối ngày 14 tháng 11 khi ông vừa xuống sân bay nội bài. Tác giả cho rằng lờ đi tình tiết này là để che đậy tình huống pháp lý, công an đã bắt khẩn cấp ông Lưu Bình Nhưỡng. Tác giả đặt câu hỏi, ông Nhưỡng bị bắt vì liên quan trong vụ án cưỡng đoạt tài sản đã khởi tố từ một năm rưỡi trước đó. Ông Nhưỡng từ nơi khác bay về Hà Nội, vậy liệu có cần phải bắt khẩn cấp như vậy không? ông Nhưỡng có liên quan như thế nào và có chứng cứ nào về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 800 tờ báo hồn nhiên, nhắm mắt, bịch tai, không một ai hỏi han cơ quan điều tra. Tác giả phân tích với một chút xíu nghiệp vụ truyền thông có thể suy đoán rằng vụ cưỡng đoạt tài sản chỉ là cái cớ để khởi tố, bắt giam và khám xét. Mục đích tìm kiếm là những tài liệu hồ sơ quan trọng mà ông Lưu Bình Nhưỡng đang cất giữ nếu tìm được cái gì khác người ta sẽ chuyển hóa tội danh ngược lại thì cái cửa cổng gỗ căn nhà sẽ là vật chứng cưỡng đoạt tài sản mà Phạm Minh Cường đã ăn chia với ông hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân lý giải việc ông Nhưỡng bị gài bẫy theo tác giả báo chí cố tình đánh tráo nói gọn lỏn là ông Lưu Bình Nhưỡng đăng hình ảnh nhà to hoành tráng để tạo ấn tượng với dư luận là ông nhưỡng cũng có biệt phủ như các quan tham khác thực chất đây là nhà từ đường đất đai ông bà cha mẹ để lại các anh em hùng tiền xây cất thờ cúng tác giả dẫn bài ông lưu bình nhưỡng bị bắt vì cả gan dám vượt qua lằn ranh đỏ trên báo tiếng dân đã đưa ra bức tranh khác lý giải khá thuyết phục các điểm mờ của vụ án theo đó lãnh đạo tỉnh thái bình thu hồi giấy phép nuôi nghêu của dân khiến dần mất trắng hàng chục tỷ vốn đã đầu tư. Thêm nữa, hoạt động khai thác cát khiến nghêu chết hàng loạt, dần thiệt hại nặng nề. Tìm đến ông Nhưỡng kêu cứu, ông Nhưỡng về tận nơi, một sở thị và hứa sẽ giúp đỡ bà con khiếu kiện. Từ đó, công an đã gài Phạm Minh Cường, tức Cường Quắc, một bị can trong vụ án cưỡng đoạt tài sản, khai rằng ông được ông Lưu Bình Nhưỡng giúp sức để tống tiền các ông chủ đầu nậu khai thác cát. Tác giả cho hay chưa có điều kiện nào để kiểm chứng thực tế, nhưng về logic là phù hợp. Dân oan mất đất bị xem là côn đồ, bị khởi tố, thậm chí bị công an, kẻ chiếm đất, đưa quân vây đánh như Đoàn Văn Vương, Đặng Văn Hiến cũng đâu phải là chuyện lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Ông Lưu Bình Nhưỡng sập bẫy lạ, màu quen của công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d